anh đã tìm được rất nhiều thứ trên đời. Hương ơi, có rất là nhiều tiền, em muốn đẻ bao nhiêu đứa cũng được. Nhưng tất cả những gì quý nhất chỉ là em. Ông Tỏi, ngoài mà và con Hương ra, mi có cái gì gọi là tử tế không? Tỏi, Tỏi, đi mua rửa. Cầu xin Chúa ban phước cho con được gặp lại vợ con. Ông già, xe tôi mà, đi đâu vậy? Vợ ơi, chắc đây là lần không tử tế cuối cùng. Mở cửa của em anh ơi. Bọn nó muốn giết em ở phía sau kìa. Giao luôn đi, dừng xe lại. Ông già, giao con nhỏ lại đây. Tao ghét ai kêu tao là ông già. Chắc mày phải làm chuyện điên khùng gì đó. Gần không đó nha. Tao già nha mày. Đứng lại đây. Tanh tích. Tội phải không? Đi đâu bất biệt vậy? Hai anh em mình cũng sinh đôi mà không giống nhau. Thằng giống tôm rui, thằng giống tôm he. Sài Gòn này á, nó nhỏ, nhưng mà khi mình tìm người thì nó to ra. Nhờ Long Khèo đi. Không dạ. Con nhỏ đó, chạy đi. Ngoài cái việc nó quay hình tụi tôi, nó còn ăn cắp của tụi tôi 5 viên kim cương đó. Tao đã nói với tụi bay rồi, tao không liên quan gì tới con nhỏ đó hết. Alo. Chào người quen. Thằng Chánh. Yeah, it's me. Tao biết là mày sẽ tìm cách được cứu con bé. Cô Hương, vợ mày. Tao cần điện thoại. Mày cần con bé. Mình chơi đi. Cuộc chơi bắt đầu. Sợ tụi nó trả thù hả? Dùng tiền nhỏ như vậy, có gì đâu mà phải sợ. Má ơi, con Trăng. Không cần hỗ trợ, cú này tôi lo được. Cuộc đời tao ghét nhất là những thằng giật điện thoại của người ta. Cái chuyện tao ghét nhất mà mày cũng dám làm. Đứng lại đây.